sáng ngày 31 tháng 10, Trung tâm Tiêm chủng vaccine 5 sao đầu tiên tại Bình Dương đã đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh và vùng lân cận. Đây là trung tâm tiêm chủng dịch vụ đầu tiên được trang bị 100% hệ thống các kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả các trung tâm tiêm chủng. Trung tâm có tổng diện tích khuôn viên lên đến 4.500m2 với 50 phòng khám và tiêm. Trung bình mỗi ngày, trung tâm có thể phục vụ đến 3.000 lượt khách. Trung tâm có khu vui chơi và chờ sau tiêm, khu phòng chức năng dành cho mẹ và bé sơ sinh, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã, toilet riêng biệt cho bé, hiện đại và tiện lợi. Việc ra đời của cái trung tâm tiêm chủng vaccine phục vụ theo nhu cầu của cái người lớn và trẻ em ở trên địa bàn Bình Dương, đó là điều đáng mừng, bởi vì nó chia sẻ gánh lửa bớt cho y tế nhà nước trong cái nhiệm vụ là chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng bệnh hiện nay. Ngoài trung tâm tiêm chủng tại Bình Dương, cũng trong ngày 31 tháng 10, hệ thống tiêm chủng VNVC còn khai trương thêm trung tâm tiêm chủng tại đường Lê Đại Hành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số trung tâm của hệ thống VNVC lên 7 trung tâm tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Mỗi ngày, hệ thống VNVC có khả năng đáp ứng cho từ 10.000 đến 15.000 khách hàng. Trong tương lai gần, VNVC tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trên nhiều tỉnh thành của toàn quốc, với mục tiêu đưa các trung tâm tiêm chủng đến gần dân hơn. Chúng tôi muốn phát triển tại địa chỉ Bình Dương. Đây là một cái trung tâm công nghiệp lớn của phía Nam và có rất là nhiều cái gia đình trẻ. Và như vậy thì họ sẽ có con. Và chúng tôi muốn cùng với hệ thống dự phòng chăm lo những cái bước đầu về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề phòng ngừa cho con của những gia đình trẻ tại các khu công nghiệp lớn như ở Bình Dương. Những năm gần đây, dù nhiều địa phương đã nỗ lực vận động, nhưng tỷ lệ trẻ em và cả người lớn được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhiều loại bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện và đã bùng phát thành dịch ở một số nơi. Trước những báo động này, việc tiêm chủng, nhất là với trẻ em, là giải pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Đưa các trung tâm tiêm chủng đến gần dân là một việc làm nhiều ý nghĩa. Qua cái dịch vụ mạng á, rồi vợ tôi có tìm hiểu và biết được cái trung tâm này sắp khai trương nên là đưa con đi tiêm phòng. Sẵn tiện thì ba chưa có tiêm phòng B nên là tôi thấy dịch vụ tốt nên tôi tiêm phòng luôn. Ở do biết trung tâm này qua bạn bè và cũng qua Facebook. Hôm nay bé đến đây chích thì thấy không gian ở đây cũng thoáng mát, rồi có khu vui chơi cho trẻ, có nhân viên cũng nhiệt tình. Mong muốn làm sao thì lúc nào cũng có đầy đủ, là coi như là có tới là có vaccine để mà tiêm cho cháu. Tại buổi lễ khai trương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng vaccine đã cứu sống được rất nhiều người, đã thanh toán loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Để giảm số mắc, chết các bệnh truyền nhiễm gây dịch, Bộ Y tế mong muốn người dân được tiêm chủng nhiều loại vaccine,